Ông không lái xe đúng không? Tôi có chỉ đạo một chút, nhưng Lỗ Tuần Lộc làm hầu hết mọi thứ. Đây là năm thứ tư tôi làm ông già Noel. Ông thì sao? Tôi là người bắt đầu mọi thứ. Giáng sinh đến rồi. Bố mẹ quyết định là con sẽ có một món quà sớm. Đây là gì ạ? Đây là hotline gọi trực tiếp đến ông già Noel. Con được nói chuyện với ông già Noel ư? Được rồi, các dân chơi. Chào mừng đến Giáng sinh tồi tệ nhất. Đi thôi. Bà có 300 triệu đô la trong kho. Đó là thứ tôi muốn cho Giáng sinh. Tôi không muốn rắc rối được chứ? Nên tôi sẽ trêu lên chiếc ống khói đó. Ông ta là ai? Không phải kiểu ông già Noel ở siêu thị. Ông già Noel, ông có đó không ạ? Tên cháu là Judy Lightstone. Ông sẽ giúp cháu chứ? Có, Judy. Cháu nằm trong danh sách trẻ ngoan. Ông già Noel đến rồi đây. Đến lúc cho lễ hội đánh đấm rồi. Ông là tên quái nào? Sếp, nếu ông ấy thật sự là... Không có thứ gì gọi là ông già Noel cả. Mấy tên xấu xa này đều ở trong danh sách trẻ hư này. Quá hư đấy. Ông sẽ làm gì với những người xấu xa đó? Ông cho họ một cục than. Phải nhìn mới được. Tôi tin ông già Noel. Đêm khốc liệt trên kênh HBO.